Xin chào các bác. Những ai yêu thích âm thanh, yêu thích ca hát và đòi hỏi sự khác biệt thì ngày hôm nay chúng em rất vinh dự và tự hào giới thiệu cho các bác cái sự đột phá, một phong cách chơi và thưởng thức âm nhạc đa năng. Hãy cùng chuẩn bị chờ đón sự xuất hiện của dàn loa cây DX2 với thiết kế độc đáo và sang trọng mà từ trước tới nay trên thị trường chưa bao giờ xuất hiện. Chúng em không chỉ bán loa hay bán sản phẩm mà chúng em còn mang đến một cái trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, cũng như mang đến niềm tự hào không hề nhẹ cho chủ nhân của những bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video giới thiệu chi tiết các bác nhé. Xin chào các bác. Ngày hôm nay em Khoa đang ở trong một không gian rất là thanh bình, không gian xanh mướt, nhiều cỏ cây hoa lá. Thì thoảng thì có những cái tiếng chim hót và tiếng gió thổi xì xào. Ở đây là những cái âm thanh mà khiến cho chúng ta cảm giác rất là thư thái và yên bình. Nhưng tuy nhiên đấy là không gian ở ngoài công viên như này thôi. Còn không gian gia đình thì chúng ta làm thế nào? Rất khó để mang cả công viên đến về gia đình chúng ta, đúng không? Đặc biệt là trong những phòng khách nhỏ hẹp. Nhưng có một cách để chúng ta mang cái trải nghiệm đấy, những âm thanh, những cái sự ngọt ngào đấy về trong không gian phòng khách chúng ta, để nó xua đuổi đi, làm xua tan đi những mệt nhọc, những cái gánh nặng, những cái mệt mỏi, những căng thẳng, stress trong cuộc sống của chúng ta. Thì đấy là chính là cái nhân vật chính của bộ dàn cao kê ngày hôm nay, của bộ dàn cao cấp để mang lại chúng ta cái trải nghiệm âm thanh rất rất khác biệt so với những bộ dàn trên thị trường. Những bộ dàn trên thị trường thì thông thường chỉ mang đến cho chúng ta cảm nhận là một cái âm thanh hay thôi. Nhưng với Hoàng Long chúng em, và đặc biệt là em đang qua, trong mấy năm vừa qua khi mà tìm hiểu các bác, những người chơi âm thanh bây giờ đã có sự thay đổi, hay thôi chưa đủ, nó còn phải rất là đẹp để nó mang tính thẩm mỹ, để nó trang trí cho phong cách gia đình. Bây giờ là cái thời mà của chúng ta ăn ngon mặc đẹp rồi. Và chính vì thế những bộ dàn cao kê ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu cho các bác, nó cũng đảm bảo chúng ta hai tiêu chí. Thứ nhất là chất âm phải rất rất là hay. Hay đến mức độ chúng ta có thể nghe được từng tiếng gió thổi xì xào, những tiếng chim hót. Và khi nghe nhạc thì nghe được những bản nhạc tí tách leng keng du dương êm ái mềm mại, và nghe được cả cái hơi thở của ca sĩ luôn. Và đây là một cái bộ dàn cao kê khác biệt hoàn toàn, nó một cái hơi hướng màu sắc rất sang trọng, rất độc đáo và rất là đẹp. Và những ai mà yêu cái đẹp, đam mê cái đẹp, thì em nghĩ rằng là nó sẽ giống như em thôi. Khi mà nhìn với những cặp loa như này, chúng ta không thể nào mà kìm lòng được, đúng không? Thì nó rất rất đẹp, nó đẹp như những tác phẩm nghệ thuật, chính xác hơn là như vậy. Và với đô la như này thì trên thị trường mỗi bộ dàn cao kê ngày hôm nay em giới thiệu không có nhiều. Và duy nhất là Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em đang có những cái cặp loa như này để phục vụ cho các bác. Phải nói là rất nhiều người đã nhìn thấy cặp loa này và đã phải siêu lòng. Và bản thân em cũng vậy, đến giờ phút này khi mà nhìn những đô la như này, nó mang tới chúng ta một cái cảm xúc nó giống như là một người bạn, một cái biểu tượng để chúng ta trải nghiệm, đồng hành cùng trong những giờ phút mệt mỏi, những lúc căng thẳng, stress mà chúng ta cần phải thư giãn. Thì đô la này nó giống như một người bạn như vậy. Và với cặp loa hay những bộ dàn cao kê ngày hôm nay, em đang phối ghép đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu luôn. Với cái bộ dàn này thì nó là đồng bộ của thương hiệu WeWork của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được đóng gói và sản xuất tại Đài Loan. Và cái phiên bản này thì được xuất đi khắp các nước trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà có cái nền văn minh phát triển như ở châu Âu chẳng hạn. Họ rất thích nghe những dòng loa như này để mang tính gọi là xả stress, thưởng thức âm thanh với những cái thể loại rất là khó, như kiểu là jazz, nhạc giao hưởng vân vân. Và bộ dàn cao kê ngày hôm nay thì khi đến với Hoàng Long chúng em thì còn có đặt thêm những cặp loa để trợ lời, để chúng ta có thể hát cao kê theo đúng theo cái phong cách chơi của người Á Đông và đặc biệt người Việt Nam. Người Việt Nam thì chúng ta ngoài nghe nhạc ra thì còn có nhu cầu hát cao kê nữa, và cái bộ dàn này sẽ đáp ứng cho chúng ta cả nghe nhạc và cả hát cao kê, hai trong một luôn. Và với bộ dàn này thì em xin phép được giới thiệu cho các bác lần lượt gồm có một thiết bị là đôi loa cây DX2, thiết bị thứ hai là cặp loa trợ lời DX5C, thiết bị thứ ba là một chiếc loa siêu trầm T9i, và thiết bị thứ tư là một chiếc đài liên vang X28 Pro, và thiết bị cuối cùng là một cặp mic không dây cao cấp VK900 Pro. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay đều đồng bộ, cho nên là khi mà ghép lại với nhau, chất lượng âm thanh rất rất đặc biệt. Nó khác hoàn toàn so với việc mà chúng ta mua một loa một hãng, để một hãng mic, một hãng trầm, một hãng ghép với nhau, thì nó không được hay và thiếu đi cái tính nhạc tính, thiếu đi cái sự cộng hưởng, sự hài hòa giữa các thiết bị lại với nhau. Cho nên cái với cái điều kiện mà anh em mà mua thiết bị rời ghép với nhau ấy, thì cái điều đấy nó rất là hên xui. Và với bộ dàn ngày hôm nay, nó là tổng thể một cái thể thống nhất, nó giống như kiểu là một cái cơ thể hoàn hảo, giống như tay với chân rồi trí não, và cả cái cơ thể nó khi mà nó kết hợp với nhau, nó làm việc rất là hài hòa nhịp nhàng. Và đây là một trong bộ dàn cao kê như vậy. Và đi vào chi tiết cái sản phẩm ngày hôm nay, đầu tiên là một cặp loa DX2, một cặp loa cây có thiết kế phải nói là rất rất đẹp. Đã có rất nhiều người sử dụng cặp loa của em, và khi đến nghe trải nghiệm thử và được sờ nắn, được vuốt ve, được trải nghiệm từng góc cạnh của nó, thì chúng ta cảm nhận được nó hoàn hảo đến mức độ là không có một cái điểm trừ gì cả.
và phủ bên ngoài của nó là một cái lớp bóng rất dày, rất chắc chắn, và nó giống như một cái lớp áo giáp bảo vệ, và cũng như làm cho cái đôi loa nó rất là sang trọng. Hiện tại trên thị trường em chưa thấy cặp loa nào mà có thiết kế đẹp và nó có tạo ra cái sự hoàn thiện một cách tỉ mỉ 100% như này. Rất đẹp, và có rất nhiều khách hàng nó ngỡ ngàng, anh đã từng nghe, đã từng trải nghiệm những đôi loa vài trăm triệu hoặc là những đôi loa tiền tỷ, thì thiết kế nó cũng chỉ đến như thế này thôi, cái sự hoàn thiện cũng chỉ được đến như thế này thôi, không hơn được. Có chăng nó hơn ở cái phần công suất lớn hơn, có chăng nó phục vụ ở cái không gian rộng hơn, và có chăng nó đắt tiền hơn thôi. Còn nếu mà để nói về độ đẹp thì chưa chắc đôi loa DX5 ngày hôm nay của chúng ta đã thua kém những đôi loa cao cấp được không. Và với thiết kế chiều cao là 1m2 như chúng ta quan sát đây, và nó được thu hẹp lại nhưng mà nó lại chạy sâu dài bên sâu bên trong, thì làm cho cái loa nó trở nên thanh mảnh hơn, gọn gàng hơn, và nó rất là điệu đà, đúng không ạ? Nó rất là điệu đà và có một cái gì đấy rất là sang trọng, sang chảnh ấy. Ta gọi như, với những ngôn từ dân dã là sang chảnh. Và với một cái hệ thống gồm rất nhiều loa, phía trước thì có hai loa chung màng bằng kim loại, rồi phía giữa thì có một cái loa chép đôm, ở bên trên này thì có một cái thiết kế một cái loa chép đĩa. Chép đĩa này thì chúng ta nhìn sâu qua sẽ thấy được là nó có những cái sợi mảnh kia, còn bản chất bên trong nó sẽ là chép mảnh, và nó có hai cái chép được đánh đối xứng nhau, tức là một chép phóng ở phía trước và một chép đánh ngược ở phía sau, tạo ra âm thanh 360 độ. Và cái tiếng chép này thì chúng ta nghe ở đâu cũng sẽ được cảm nhận được cái tiếng chép, nó rất là mịn, rất là tơi và rất là lung linh, một cái thiết kế rất đặc biệt. Và dưới đây thì nó chép đôm tạo ra cái tiếng êm mềm tí tách leng keng nhưng mà rất là mịn màng và rất là ngọt ngào. Và cái cặp loa chép này là sự lai ghép giữa hai cái dòng chép đôm và chép mảnh, làm cho cái tiếng chép rất là cao, trong sạch và chi tiết, và kể cả chúng ta nghe ở gần với cái thời gian dài, công suất lớn cũng không cảm giác như chúng ta là bị mỏi tai hay là đau đầu nhức óc gì cả. Cái cặp loa này cái tiếng chép rất êm ải. Và hai cái loa chung công nghệ column, công nghệ column là một công nghệ mà giúp cho cái driver, cái củ nó rất là nhỏ nhưng công suất thì khá là lớn so với cái kích thước của nó. Với kích thước như này thì với cái tiếng chung tạo ra đấy, nó rất là trong, nó rất là sạch sẽ và rất là ngọt ngào. Lời ca tiếng hát cũng như tiếng nhạc cụ và những cái bộ gõ thể hiện rất rất sắc nét và rất là chi tiết. Ở bên ngoài thì được phủ bằng những cái kiềng kim loại này, rất là đẹp. Đây là bằng kim loại, nó làm điểm nhấn cho cái loa nó trở nên nổi bật hơn. Ở bên trên này cũng là phủ bằng kim loại, rất sang trọng. Và bên cạnh thì nhà sản xuất đã trang bị chúng ta một cái chiếc loa subwoofer, tức là loa siêu trầm, sử dụng trầm bass 25. Và bên ngoài thì được phủ bằng một cái e-căng bằng vải lụa. Và cái vát 25 này, vánh ngang, đã tạo ra cái tiếng trầm rất là sâu. Theo cái công bố của nhà sản xuất thì chúng tôi đã 35-38 Hz, tức là nó sâu đến mức độ mà đánh không cần loa siêu trầm cũng được. Với một cái loa mà giải âm thanh rất là rộng, từ 35 Hz cho tới 40 kHz, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là không làm khó được nó với tất cả những dòng nhạc trên thị trường hiện nay. Dù là chúng ta nghe nhạc bolero, thì chúng ta chơi nhạc hòa tấu, thì chúng ta nghe ca sĩ những bản nhạc mà chúng ta yêu thích, và thể hiện một cách rất chi tiết, rất ngọt ngào, thật là khó tả để dùng những ngôn từ nào để mà mô tả được cái âm thanh của cái đôi loa này. Chắc là phải là những người mà yêu âm thanh mà chúng ta nghe và chúng ta tự cảm nhận bằng cái trái tim của chúng ta thôi. Em rất khó để hình dung ra được. Và phần cuối, nếu mà các bác còn ở lại livestream ở cái video này, thì chúng ta sẽ có thể nghe từ đeo một tai phone mà chúng ta cảm nhận một phần nào đấy. Thực tế nha, nghe rất ngọt ngào. Và cái thiết kế bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy được một phủ bên trên một cái màu đen bóng piano rất đẹp, đen soi gương được luôn các bác, nhìn rất đẹp đúng không? Chúng ta có thể soi gương được luôn. Và bên cạnh này thì màu thì là màu gỗ, và vân gỗ là vân gỗ tự nhiên luôn. Tất nhiên thùng này được làm bằng rất nhiều lớp khác nhau, bên ngoài là lớp phủ bóng, bên trong là một lớp gỗ tự nhiên, ở bên trong thì còn rất nhiều các lớp gỗ khác nữa để tạo ra độ cứng chắc và cộng hưởng cho cái chiếc thùng này, nó được tạo ra cái âm thanh nó hay nhất có thể. Và thùng thì rất chắc chắn, chắc như đá luôn. Và phía dưới thì có một cái hệ thống chân đỡ, nó to hơn so với cái thân một chút và cũng nhìn rất là đẹp, rất sang trọng. Phía dưới thì có các cái chân kim loại để chúng ta có thể nâng hạ theo cái mặt phẳng nền nhà, nếu mà không bằng phẳng thì chúng ta có thể nâng hạ. Đây là một cái thiết kế rất là đẹp, rất là độc đáo. Và quay về phía sau thì chúng ta sẽ cùng quan sát với một vài thông số kỹ thuật. Một đôi loa có cái chiều cao và cái cân nặng khá lớn,
với một cân nặng thì em đoán là khoảng tầm 38 đến 40kg một thùng. Lần sau thì thiết kế bằng hai lỗ thông hơi. Rồi trên thì có cái tem 5 sao để đánh giá tiêu chuẩn chất lượng của những dòng loa cao cấp. Ở phía dưới thì có tem nhôm ở đây. Đây là tem vẫn còn nguyên, nguyên dưới bóng kính. Chúng ta sẽ cùng bóc ra nhé. Đây dưới bóc, dưới bóng kính này thì nhìn nó rất là đẹp và rất là sang, đầy đủ các thông tin, thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Đây là model DX2. Rồi công suất từ 350W cho tới 700W. Độ nhạy 98dB và giải tần hoạt động từ 35Hz cho tới 40kHz. Đấy. Và một thông mã vạch này. Và điều đặc biệt ở đây thì nhà sản xuất đã thiết kế chúng ta cho cái chế độ by wire. Tức là nếu mà anh em mà thích nghe nhạc chuyên nghiệp thì chúng ta có thể tháo cái lá đồng này ra. Và chúng ta đánh ở cái chế độ by wire, tức là gì? Hai cái cọc bên trên này thì đánh cho loa chung và loa chép. Hai cái loa bên dưới, hai cái cọc bên dưới đánh cho loa siêu trầm. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có thể tách zin ra được. Chơi ở cái chế độ nghe nhạc high end chuyên nghiệp ấy. Còn khi bình thường nghe trong gia đình hoặc là những âm ly mà không hết chỗ hỗ trợ đánh by wire thì chúng ta có thể đánh như nguyên bản của nhà sản xuất, thì sẽ là một âm và một dương mà chúng ta đấu thẳng trực tiếp vào ở chỗ âm ly hoặc cục đẻ chúng ta thôi. Và tổng quan thì chúng ta thấy một cái thiết kế rất là vuông vức, rất là nam tính, rất là đàn ông. Với cái cặp loa này thì bản thân cái màu sắc nó cũng thể hiện cái sự điềm đạm, trang nhã, và cái hình thức thiết kế thì nó lại vuông vức, góc cạnh, làm thể hiện luôn cái cá tính, sự gọi là chỉn chu của chủ nhân bộ dàn này, cũng là một cái niềm tự hào không hề nhẹ nữa. Với cặp loa này thì với tố chất của nó thì là bản chất là dòng loa nghe nhạc. Nhưng qua kiểm chứng và cũng như là trải nghiệm thực tế thì em thấy rằng là đôi loa này một mình nó cũng có khả năng hát karaoke được. Tuy nhiên nó hát ở cái mức độ vừa phải trong không gian gia đình để chúng ta xả stress rồi nghe nhạc và hát karaoke kết hợp thì nó cũng rất là ngọt ngào. Và nhà sản xuất cũng tặng cho chúng ta những cái quà tặng rất là giá trị. Đây chính là cái cặp dây mà đi kèm cùng với loa DX5 và DX2 của chúng ta ngày hôm nay. Những ai mà chơi nghe nhạc hay em chuyên nghiệp thì đều biết được cái giá trị của những cặp loa, cặp dây đi kèm với những đôi loa. Loa càng xịn thì chúng ta đòi hỏi là cái sự dây dẫn kết nối nó càng phải tốt, càng phải chất lượng để đảm bảo cho cái sự truyền dẫn tín hiệu nó không bị méo mó, quá độc nhất từ đầu nguồn đến loa. Thì đây là một trong cặp dây được hãng gửi tặng cho chúng ta. Tất nhiên với số lượng có hạn, với những anh em nào mà hữu duyên mua được cặp loa này và cái số lượng có hạn và mua trong cái thời gian khuyến mại thì được tặng một cái cặp dây này trên thị trường nó có mức giá khoảng tầm 7 triệu đồng. Cặp dây này của Sansui Nhật Bản sản xuất, đầu dây được mạ vàng và cái dây thì được phủ một lớp da rắn bên ngoài rất là cứng chắc. Và cái cặp dây này thì được tặng miễn phí chúng ta khi mà chúng ta mua cặp loa DX5 và DX2 ra ngày hôm nay. Cặp dây rất là giá trị và tất nhiên là cặp dây này thì không bán rời bên ngoài. Tiếp theo, để tăng cường cái độ uy lực cũng như là cho bộ dàn karaoke ngày hôm nay trở nên hoàn hảo hơn và hát karaoke một cách rất xuất sắc và chuyên nghiệp thì em đã ghép thêm một cặp loa trợ lời DX5C. Cặp loa DX5C này thì là một trong những cặp loa có cái thiết kế cũng rất tương đồng cùng với lại những cái cặp loa DX2 của chúng ta ngày hôm nay. Nó cùng một nhà. Và cặp loa này thì có cái thiết kế là dạng loa nó nằm. Chúng ta có thể nằm được, để nó đứng lên như này cũng được. Và với cái bên ngoài thì phủ bằng e căng bằng vải lụa. Và khi tháo ra chúng ta sẽ cùng quan sát một cái thiết kế cũng khá là đẹp mắt. Dùng gồm 2 bát 16 và một loa chép đôm ở giữa. Và cái loa này thì nó cho cái lời ca tiếng hát, cái cả trung âm rất là sáng, dày và rất là chi tiết khi mà bổ sung cái loa này vào. Thì bên cạnh cái việc mà khi chúng ta hát karaoke thì cái lời ca tiếng hát nó thanh thoát, nó bay bổng và rất là ngọt ngào hơn, hòa quyện cùng cái loa này sẽ cho một hệ thống âm thanh hoàn chỉnh. Thì khi hát cũng như là khi mà nghe nhạc thì cho cái âm sắc của cái lời ca tiếng hát của những bản nhạc cụ nó sẽ dày hơn, nó lung linh hơn và nó chan hòa thành một cái hệ thống. Mỗi một loa sẽ đảm nhiệm một cái giải tần số và hòa quyện cùng với đôi loa DX2 của chúng ta ngày hôm nay, sẽ dành giống như tạo nên một cái dàn hát, một cái dàn hợp ca và dàn tốp ca hát song song đồng thời cùng với nhau, thì cái âm thanh nó phát ra rất là ngọt ngào. Kể cả khi chúng ta nghe những bản nhạc có cái tiết tấu nhanh mạnh dồn dập cho tới những cái bản nhạc khí tách du dương mềm mại rất tuyệt vời, và cái thiết kế màu gỗ cũng rất là đẹp. Quay về phía sau thì có hai cái lỗ thông hơi. Ở giữa đây thì cũng có một cái thiết kế là đánh ở chế độ by wire để cho những anh em nào mà thích chơi nghe nhạc chuyên nghiệp thì chúng ta có thể tháo cái lá đồng này ra. Và không, bình thường chúng ta sẽ đấu một âm một dương vào, đẩy âm đi chúng ta là xong thôi. Một đôi loa nhỏ như này thôi là công suất 200W,
trở kháng là 8 ohm và một vài thông số kỹ thuật để chúng ta cùng tham khảo các bạn. Và tiếp theo trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay thì không thể thiếu được có sự có mặt của một chiếc loa siêu trầm T9i. Một chiếc loa siêu trầm đã được rất nhiều anh em yêu thích trong thời gian vừa qua vì cái thiết kế rất đặc biệt, rất độc đáo. Thứ nhất là phiên bản mới này thì có cái màu gỗ rất là sang trọng và được phủ bóng bên ngoài nữa. Màu gỗ thì là một trong những màu rất là được anh em yêu thích rồi. Phía bên ngoài thì có một e căng bằng vải lụa, một cái e căng rất là đẹp và sang trọng, logo Vivo đặt ở trên giữa đây. Và khi tháo e căng ra thì chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế rất rất bắt mắt, đó là một cái bát 30 gân cao su. Và phiên bản này thì đánh rất êm sâu nhờ cái thiết kế là công nghệ bát cộng hưởng. Chúng ta nhìn thoáng qua này thì nó chỉ thấy được một cái bát thôi, nhưng mà có một cái điều bất ngờ, đó chính là cái loa bát ở phía dưới đây cũng là một bát 30 luôn, tuy nhiên là bát cộng hưởng. Và khi mà bát này bát điện đánh thì bát dưới nó cũng đánh theo và nó giúp cho âm thanh nó lan tỏa đánh dây gầm và lan tỏa 360 độ nhờ cái sự phản xạ của cái nền nhà nữa. Và khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận âm thanh nó rất là êm mà nó không có cái tiếng phì hơi, tiếng ù, tiếng rèn hay tiếng khó chịu của những cái lỗ cái loa trầm mà có lỗ thông hơi thông thường. Và phiên bản này thì có cái thiết kế chân cũng rất đẹp, chân bằng kim loại và tuy nhiên nó có thể nâng hạ được mặt phẳng sàn nhà nếu mà chúng ta dùng cái nút xoay này, rất là đẹp. Và quay về phía sau chúng ta sẽ cùng quan sát với cái thiết kế của loa siêu trầm này. Bản thân trầm này nó là trầm điện và khi mà chúng ta cắm điện vào theo đường này bật công tắc và lúc này tín hiệu thì chúng ta có thể lấy tiên từ âm ly từ cục đẩy đưa vào chiếc siêu trầm này. Đây có một cái hệ thống lưới tản nhiệt rất là lớn ở đây và rất nhiều các cái lá tản nhiệt được đan xen kẽ vào nhau. Cái đặc trưng của những dòng này thì nó sẽ không có gây ra phát ra âm thanh, không có tiếng ù, tiếng xì hay tiếng quạt quay khi mà chúng ta nghe nhạc. Đây là một trong những lựa chọn để nghe nhạc rất tuyệt vời và nó chạy rất là êm, bền bỉ, yên lặng ngay cả khi không gian tĩnh lặng xung quanh không phát ra âm thanh gì cả. Và cả cái bản mạnh này chính là những tản nhiệt cho cái hệ thống của chúng ta ngày hôm nay nên chạy rất là ổn định. Và ở đây thì chúng ta có thể cắt tần số được tiếng trầm này, tăng giảm tiếng trầm. Có hai đường vào, chúng ta lấy đường này thì chúng ta chỉnh to nhỏ ở đây, lấy đường này thì chúng ta chỉnh to nhỏ ở đây. Đương nhiên là có một công tắc đảo pha nữa để chúng ta đồng bộ cái tiếng pha, tiếng trầm của cái loa trầm này với hệ thống loa chính của chúng ta. Và khi mà đồng pha lại nhau thì nó cộng hưởng với nhau nghe rất rất hay. Tiếng trầm êm, sâu, ngọt ngào và tinh tế. Cũng như đây có một cái đường music ở đây, chúng ta có thể lấy tín hiệu trực tiếp qua đường 2 level input, tức là qua đường dây loa, cắm thẳng trực tiếp vào âm ly, tìm ra vào âm ly. Và một cái thiết kế rất đẹp, đây phiên bản T9i. Công suất của nó lên tới 700W một thùng nha. Thoải mái gia đình. Với công suất như vậy thì chúng ta có thoải mái được hát karaoke cũng được, nghe nhạc cũng được. Tiếng trầm nó làm rất rất hưng phấn, cho gây cảm xúc rất mạnh mẽ cho người nghe. Và linh hồn bộ dàn karaoke ngày hôm nay, trái tim bộ dàn này thì em đang sử dụng thêm một chiếc đẩy nền vang X28, phiên bản tích hợp tất cả trong một. Phiên bản này hiện tại đang có phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng gold. Cả hai màu đều có cái thiết kế rất rất sang trọng như nhau. Với phiên bản màu đen thì nó cũng thiết kế tối giản, một bên là to nhỏ của mic, một bên là to nhỏ của nhạc. Ở dưới đây thì có các cái phím bấm để chúng ta tinh chỉnh theo ý thích và sở thích của chúng ta. Và tất cả mọi thứ thì chúng em đã cài sẵn ở trong cái phần mềm lưu lại trong cái đẩy nền vang X28 được rồi. Có hai chế độ chính, một là chế độ nghe nhạc và hai chế độ hát karaoke. Với chế độ nghe nhạc thì có rất nhiều các chế độ em cài sẵn cho chúng ta, ví dụ là nghe nhạc bolero, khí tách du dương mềm mại êm ái trữ tình, nghe nhạc remix đánh bass chặt chắc gọn uy lực mạnh mẽ và chế độ sang phim vân vân. Rồi khi mà hát karaoke thì có chế độ dành cho người mới tập hát, chế độ dành cho người không biết hát và chế độ dành cho ca sĩ chuyên nghiệp. Và chúng ta có thể chỉnh theo ý thích của chúng ta nhờ các phím bấm ở đây. Ví dụ chỉnh cho nhạc, chỉnh cho mic, rồi chỉnh effect, equalizer đấy và chỉnh các chế độ hát. Và đặc biệt là phiên bản này có chế độ loudness, tức là gì? Nó có thể tắt bật và chuyển qua chế độ hát karaoke hoặc là chế độ nghe nhạc chỉ bằng một nút bấm này thôi. Khi mà chuyển sang chế độ nghe nhạc, tức là loudness on thì nó sẽ kích bass, kích treble lên làm cho cái lời ta tiếng hát, cái nhạc cụ tiếng này ti tách lên kèm nó đánh tách bạch ra, nó rất là cảm xúc. Và khi mà loudness off thì nó mặc định nó sẽ chuyển sang chế độ karaoke, lúc đấy sẽ ưu tiên lời ca tiếng hát của chúng ta, sáng nó bay và nó mượt mà, nó ngọt và nó quyện cùng với nhạc, rất tuyệt vời. Có đầy đủ các cổng kết nối như Bluetooth này, chúng ta kết nối với điện thoại, máy tính bảng hay TV, rồi có cổng quang để chúng ta kết nối với TV đời mới hiện đại, những đầu đĩa CD vân vân. Rồi có đầu đọc USB để chúng ta cắm thẻ nhớ vào để phát nhạc trong thẻ nhớ. Và có cổng kết nối PC để chúng ta kết nối với máy tính để căn chỉnh trên phần mềm máy tính dành cho những anh em chuyên nghiệp. Và chúng em sẽ cài sẵn chúng ta những chế độ đấy để chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề tinh chỉnh nào nữa.
Tiếp theo bên trên không thể thiếu được một bộ mic không dây VK900 Pro. Ở trong cặp mic có cái chất âm rất hay. Và đây là đang là một trong cặp mic tốt nhất tại Hoàng Long chúng em đang có. Tiếng mic rất dày, hút mic hát nhẹ, đầm ấm và hát không bị mệt, không bị tốn hơi. Và cái tiếng mic rất là thật và nó trong, nó không bị cảm giác chúng ta hát phải mệt và không bị tốn hơi của chúng ta nữa. Cái cặp mic này có thiết kế rất đẹp, đồng màu cùng với cục đẩy của chúng ta ngày hôm nay. Và chọn bộ cao kê ngày hôm nay, tất cả sản phẩm như chúng em đã giới thiệu nó là đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu, được phối ghép rất là hoàn chỉnh. Và khi mà lắp đặt chúng ta thì chúng ta chỉ việc là bật điện, cắm điện lên là chơi thôi. Và thiết bị nó cũng rất là nhỏ gọn, dễ sử dụng, nó không có tốn nhiều diện tích của chúng ta. Nhưng mà ít thiết bị như này thì nó sẽ đảm bảo chúng ta là chất âm nó sẽ không còn những hiện tượng ù xì méo tiếng do chúng ta ghép nhiều thiết bị cồng kềnh phức tạp. Và những gì cần thiết thì chúng ta đã sử dụng vào trong này rồi, tất cả mọi thứ được tích hợp tất cả trong một rồi. Và tất cả sản phẩm này bảo hành với chúng ta trong vòng 1 năm. Nếu mà trong vòng 1 năm nếu mà lỗi của nhà sản xuất thì chúng em sẽ đổi cho các bác. Và hết thời gian bảo hành thì chúng em còn đồng hành đến cùng cho đến khi nào mà chúng ta còn sử dụng sản phẩm này thì thôi. Và địa chỉ của chúng em tại 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và chúng em sẵn sàng ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Và đã có rất nhiều người đã chơi những bộ dàn này của chúng em và cho chúng em cảm nhận âm thanh rất rất tuyệt vời. Và ngay sau đây thì mời các bác cùng nghe thử, trải nghiệm thử những phản hồi của khách hàng, những người mà đã dùng, đã trải nghiệm những bộ dàn cao kê của chúng em. Thế đến đây nhìn thực tế, chú thấy đôi na này đã vừa mắt chú chưa? Thích rồi. Hài lòng chưa? Thích chưa? Đẹp luôn. Nhưng mà lý do gì chú lại chọn Hoàng Long chú cháu? Hả? Chú... âm thanh xem về các hình thức các thứ được rồi. Dạ. Giá cả nó cũng phải chăng. Hợp lý đúng không? Dạ. Nhưng một số cửa hàng lớn thì toàn là đắt. Dạ. Đấy là về với sản phẩm thôi. Chú thấy thì chất lượng âm thanh thì đã hài lòng chưa chú? Vâng. Chú thì thích những cái công nghệ mới. Cứ mới là chơi đúng không? Dạ. Hải Phòng thì là đất của loa bắt. Đất loa đúng không? Ừ. Đúng rồi. À. Nhưng mà không thích cả. Chú chưa chơi nhiều loa chưa chú? Chưa chơi nhiều đâu. Nhưng mà mình cứ thích tâm lý của mình là thích mới hơn đúng không? Đúng. Cái gì mới hơn, ưu việt hơn, nghiên cứu nó ấy là đấy, đúng không? Đồ điện tử thì càng ngày nó càng phải phát triển, nó càng phải ấy. Vâng. Thế chú đến đây thì anh em còn năm tiếp chú có nhiệt tình không? Có tư vấn tận tình chú đáo không? Cảm ơn chú. Đấy, chú đang nghe đây, em cháu sẽ cài đặt cho chú sẵn với cái combo này. Tiếng rất là hay luôn. Nghe như kiểu âm thanh nó ở đâu đấy chứ không phải ở loa đâu. Nó rất hay chỗ đấy. Anh Thắng là xem bên Hoàng Long này lâu chưa? Anh xem 2 năm mấy rồi? 2 năm mấy rồi? Đúng 2 năm rồi. Là hôm qua mới quyết định chốt. Vì đã cho lấy phần bộ 1 xong về xong nghe bộ này thì nó êm hơn và nó cái chất nó hay hơn. Vâng. Thì chính vì thế mà cái nhạc mà vừa cái karaoke mà trong khúc bộ mà êm ả thì nên bộ này. Kể chuyện ngày xưa bao bóng dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Nghe mỗi thử mỗi một lời là vì ở nhà nó sát mình thấy một lời. Không gian nhà anh tất cả là đều màu gỗ hết. Set up đôi DX2 vào rất chi là hợp, rất nổi bật ở trong cái phòng khách nhà Minh Toàn. Đôi này thì anh thấy hài lòng chưa? Ví dụ như kiểu dáng như thế này. Kiểu dáng này thì hợp mắt. Hợp mắt rồi luôn. Mà nó cũng độc đáo nhỉ, nó chẳng giống với loa nào. Anh Từ là theo dõi bọn em chắc là lâu lắm rồi nhỉ? Từ lúc tầm 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi cơ. Ôi thế à. Thế là cũng trải qua nhiều dàn âm thanh rồi đúng không? Vâng. Trải nghiệm nhiều lắm. Trải nghiệm đủ các kiểu rồi nhỉ? Hết âm thì bãi, thùng mới, thùng bãi lại mới. À rất nhiều trải nghiệm. Vâng. Không yêu âm nhạc là cái tốt. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì cả đúng không? Thú vui nó chả ảnh hưởng gì đến ai.
Bát là gân cao su anh ạ. Vâng. Gân cao su thì nghe nó sâu. Không? Sâu, đúng rồi. Cái này có thể tháo được ấy. Sâu thì cũng gọi là sâu. Sâu. Cái này thậm chí phòng anh không cần súp luôn nhé. Tí anh cứ thử không cần súp xem. Sâu mà nó mềm. Ừ. Đúng rồi. Sâu hơn nhiều. Chính xác đấy, anh chơi nhiều loa này anh cảm nhận đúng. Cùng anh nâng ly chúc sức khỏe anh ấy. Thay mặt Hoàng Long cảm ơn anh. Em lái xe tôi xin phép uống cái này. Chúc anh sức khỏe. Cảm ơn anh nhá. Nhà có trẻ con này phải để lên trên cao này. Vâng. Thôi con em xin phép nhé. Cảm ơn anh. Thay mặt cho anh em Hoàng Long cảm ơn anh đã ủng hộ chúng em. Đón tiếp đồng hồ này. Tiếp là lái xe đúng anh sẽ chẳng may. Chúc anh sức khỏe. Cảm ơn bạn bè này. An toàn chia sẻ với anh. Chỉ tại 107 Trường Lâm Long Biên Hà Nội và sẵn sàng ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Và các bác ở quanh khu vực Hà Nội trong vòng bán kính tầm 200-300 km thì chúng em sẽ đến tận nhà lắp đặt, bàn giao cũng như là hướng dẫn chúng ta sử dụng luôn. Và rất là cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ các bác đã dành cho Hoàng Long trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.